Vâng, trước mắt các bạn là trận đấu diễn ra giữa team Nam Photo và team Phúc Nhỏ. Nam Photo phát bóng. Phát bóng không sân lưới, điểm Phúc Nhỏ 1-0. Huy đập bóng tốt, đội điểm 1-1. Đông, bóng còn nha các bạn. Ai đây? Quá tốt rồi, ăn đập bóng tốt, điểm 2-1. Phát bóng không sân lưới, điểm 2-2. Đổi điểm 3-2. Có 2-2, đồng lộn. Thay lộn quá. Có đang nói chuyện. Bỏ bóng tốt. 3-2. Này mới 3-2 để nói chuyện đọc lộn. Không dám đâu. Chắn bóng chạm lưới, điểm Phúc Nhỏ 3-3. Đọc thông tin nữa. Thấy chưa? Có thông tin 4-4, chút nó đọc sai nữa, bị chửi nữa. Bóng còn không? Lưới rồi, điểm 4-3. Quay 1 năm mới được có 4 triệu á. Tiền YouTube thiệt luôn á. Tự nhiên em đi coi chơi, em coi chơi mà không được ngàn nào nè. Bởi vậy. Thầy có tiền là thầy VIP rồi. Điểm 5-3. Không tin hả? Vậy không tin hả? Người lương tôi nhập tháng 7 triệu. Ở đâu ra? Ở đâu ra tiền gì? Tiền lương. Điểm tốt cho Nam Photo. 6-3. Chứ giờ nói vụ sợ vụ trai gái nữa. Tung tin điểm sai tụi nó chửi có gì hết. Quá tốt rồi ông ơi. Đổi điểm cho Phúc Nhỏ 4-6. Đọc sai ở ngoài, ở ngoài bên kia nó dòm không. Câu cuối đừng có nói nha. Tay trái như trên mặt đừng có nói câu cuối rồi. Điểm 7-4. 2-2. Bóng còn, ai đấy? Bóng vẫn còn luôn, kịp không? Vẫn còn kịp nha. Đọc thủ tốt của chồng nhỏ. Đập bóng tốt của anh. Điểm 8-4. Bóng còn. Đấy. Trọng tài xác định bóng chạm tay. 5-8. Quá tốt. Điểm 9-5. Đập bóng tốt. Đội điểm 6-9. Nghe, anh Kim nói gì kìa. Chơi nó không chơi nha. Tại tốt quá.
Thấy rồi. Bỏ bóng tốt. Điểm 16. Ai đây? Phi, quá đẹp rồi Phi ơi. Đập bóng tốt. 11-6. Phi, Phi, Phi trúng trọng chèn luôn. Còn gì để nói nữa? Nghĩa. Lợi kỹ thuật. Điểm 12-6. Tết rồi, giật dừa, sáng mất dừa ăn. Đi bán, buôn nữa. Đóng. Chẳng bóng tốt của Phi. 13-6. Quá cao. Tiếp tục là Đông. Quá tốt. Đập bóng rất là quy luật nha các bạn. 7-13. Bóng tốt rồi. Bắt 2. Tốt. 14-7. Cái này phải đặt là nam bắt 2 nha các bạn. Đổi điểm. 8-14. Cho phút nhỏ. Đừng nói nắng tới vậy. Có bóng không thằng lưới. Điểm cuối nha các bạn. Set 1. Kết thúc set 1 luôn. Nam Photo tạm đến trước 1-0. Set 2 giữa phút nhỏ và Nam Photo 0-0 bắt đầu. Phi đã bóng tốt. Điểm Nam Photo 1-0. Chắc cắm. Bóng còn. Kẹp không? Không kẹp các bạn ơi. 2-0 cho Nam Photo. Thải trọng. Đổi điểm 1-2 cho phút nhỏ. Trọng đấy gọi mình đi thừa chịu xử lý. Phát bóng ngoài. Điểm 3-1. Thanh lùng cái gì anh ta cũng đợi cùng cái gì thì quá là đập bóng tốt của Nghĩa. Đổi điểm 2-3. Bóng còn kịp không? Không kịp rồi các bạn ơi. Điểm 4-2. Đấy. Rất tiếc bóng không thằng lưới. Điểm 5-2. Sao tự nhiên đổi qua bên 4 rồi. Đổi ra bên 2, bên 4 đổi nhiều kèo. Đúng rồi. Bóng không thằng lưới. Điểm 6-2. Nghẽ nó bánh giữa. Nghịch kèo à. Bóng còn. Ai đây? Phi. Bóng còn luôn. Thắng. Nghĩa trắng bóng tốt. Đổi điểm phút nhỏ. 3-6. Bóng tốt.
quá tốt rồi. Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm 7-3. Luôn. Tới đâu rồi? Ờ thì qua chùa thì siêu qua đường. Bóng không sang lưới. Điểm. Ba đúng rồi, ông nội ơi, một hồi nó bị chửi giờ 8-3. Một hồi nó chửi nó bây giờ á. Mày ăn cái này đi mẹ. Đáp. Đó. Bóng. Tốc. 4-8. Đi trước vậy thầy. Phải rồi, chút nó bị chửi vậy á. Qua gước trận bây giờ. Tại mình vậy đấy. Đập bóng tốt của Phi. Điểm 9-4. Lát chạy mình về nha. Bóng còn thủ tốt rồi. Điểm 14. Ờ, thế. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Bóng còn luôn. Bóng vẫn còn. Thủ quá tốt rồi. Ai đây? Phút nhỏ. Bóng không sang lưới. Điểm 11-4. Đồng đâu? Đập bóng tốt. 5-11. Tem cầu kèo và lưng chuẩn bị nha các bạn. Phát bóng không sang lưới. Điểm 12-5. Chỗ cái trường tiểu học có đường bên vô đó. Tới ngã ba bèo phải. Trắng bóng tốt của Nghĩa. Tới ngã ba bèo phải. Điểm phút nhỏ 6-12. Điểm nào vậy? Nam bắt 2 bỏ bóng tốt. 13-6. Đồ heo. Em ai có đôi công với anh Dương không lên sân thảo nha. Đấy. Đập bóng tốt của tỷ. 7-13. Có hai đội. Lưng lùng. Với lưng lùng. Trong tài xác định đập bóng tốt. Điểm 5 ô tô 14-7. Công việc chính nha. Nghĩa. Quá tốt Nghĩa ơi. Điểm 8-14. Bóng tốt của anh. Lưu ý điểm cuối. Bỏ bóng tốt của tỷ. Đổi điểm cho phút nhỏ 9-15. Nó xui á. Ngày nào nó theo nó tua, nó không theo là ngày nào không ăn hết. Bóng tốt. Nên nó hết tiền nó ăn không. À, quá ghê. Kết thúc trận đấu. Tem Nam Photo thắng cho cuộc 2-0.